Mời các bác đến với lại một cỗ máy đến từ nước Đức. Em nó 5 gông 5 búa luôn. 5 gông 5 búa. Ok chưa? Một cỗ máy đến từ nước Đức. À, con này là con V714.20 ở cái gì đây? Ghi 74 dập chữ G giữa. Và các bác cái này để các bác truyền về đồng hồ để các bác biết. Em bó tay. Hàng là made in Germany. À, hàng của Đức. Made in Germany luôn. Made in Germany. 5 gông 5 búa. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Chuông nhạc hay lắm. Chuông đánh dạo hay lắm ạ. Được chưa ạ? Đấy, đây ạ. Em đẩy vào. Cái này là các bác không muốn chuông các bác có thể khóa nhá. Đây là đây khóa chuông nhá. Gạt cái này là khóa gông luôn đấy. Là không gõ chuông được. Đấy, đây là cái khóa chuông. Đúng không? Đấy, được rồi, cứ để đấy ạ. Để quay về phía trước cho các bác xem này. Và các bác đến với con đồng hồ Đức Đức luôn. Đây, con này bác nào đam mê đồ cổ thì hoặc là mua cho biếu tặng thì quá đỉnh luôn. Được chưa ạ? Đồng hồ của Đức xịn luôn đấy ạ. À, con này chiều cao cả tay sách nó tầm gần 30 cm chiều cao. Chiều ngang 20. Hàng made in Germany. À, con này bác nhìn này, con này nó có 3 nhé. Con này nó có 3 phần bộ phận lên cót luôn đấy. Nó gọi là 3 tay cót đấy. Nó nhìn chưa? 3 điểm, 3 tay cót luôn. Cả chuông nhạc lẫn là chuông chuông bong, mình bong ấy. Nói tóm lại là em không biết về đồng hồ nên nói nhiều lúc các bác xem đồng hồ hơi buồn cười. À, chiếc đồng hồ này để cho bác cái mức giá 7.900.000. 7.900.000. Đấy. Hàng còn khá là đẹp luôn các bác đây. Em quay vòng quay cho bác xong cuối cùng em sẽ test chuông nhé. Em sẽ test chuông các bác luôn. Hầu như xung quanh còn rất là đẹp luôn. Các góc cạnh cũng là các góc cạnh như này là khá đẹp rồi. Những chiếc đồng hồ tuổi thọ mấy chục năm này. À đây, bên sườn này nó có ký hiệu cái gì đấy bác này. Em muốn soi mói cho các bác tìm cho rõ hết này. Nó có chữ P này. 4 gạch ngang 4 không biết là cái gì. Thì đấy cũng muốn soi hết cho các bác để một số sư phụ về đồng hồ các bác tham khảo. Em chẳng biết thì em cứ soi cho bác, soi kỹ cho các bác. Em nó có mức giá là 7.900.000. Sau đây em Tuấn sẽ test ra về tiếng chuông cho bác nhé. Test chuông nhé. Này, bác nào đang gọi thì thông cảm, em đang quay bài rồi, tí em nghe. Đây, mở mặt ra này. Em test chuông cho bác nhé. Thì bây giờ cứ thử test nhé. Test 15 này. 15 đấy. 15 phút có một cái tiếng chuông được chưa ạ? 15 phút em đã có tiếng chuông. Vậy là con này lúc đầu này em thử là không được nhé. Bây giờ nó tự sắp xếp lại hết ạ. Tiếp tục này. 30. 30. Rất là hay. Nó hơi ầm ầm các bác ạ. Vì em test ở ngoài trời, ngoài trời nhé, ngoài không gian rộng nhé. À, 30 nhé, xem nào. 45 xem nào. À, 45 có. Em đẩy ra xa một chút nhé, cho bác nhìn. 45 cũng có các bác ạ. Ái giờ. Vậy là con này là cứ 15 phút điểm chuông một lần. Rất hay. Một lần này, hai lần này, ba lần này, bốn lần này, năm lần này, sáu lần này, bảy lần này, tám lần này, chín lần này, mười lần này. Vậy là bây giờ kim này nó phải chỉ vào đây bác nhá. Em sẽ chỉnh kim này về đây cho bác luôn nhá. Ok chưa? Đấy. À, vậy là chiếc đồng hồ này báo cáo các bác là nó
có thể chạy luôn nhá. Chạy và các bác nó chạy là 5 10 15, nghĩa là 15. Đây này, 15 điểm 15 phút điểm trung một lần, thế cho nhanh. Được chưa? Thế bây giờ em nhá, cho 15 phút nữa nhá. Lại này. Điểm rồi. Đấy, 15 rồi này. 30 này. Ba mươi rồi đúng không? 45 này. Ô tô ẩm ẩm quá. Ok rồi. 11 giờ này. 1 đấy. Được chưa? Chuông này về các bác căn chỉnh đi cho nó trong vắt sướng lắm. Hàng của Đức thì còn nghĩ. 1 2 chuông bị câm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hết, đúng 11 giờ nhá. Thôi nhá, ok chưa? Rồi, em Tuấn hẹn các bác nhá. À, clip sau. Con này 7,9 triệu ạ. Máy Đức. Và các bác là những cái việc ở chuông câm ấy, hay không là nó liên quan đây này. Đây này, khi nó đây này, bên nhìn thấy chưa? Cái con này này, nó gõ xuống đây này. Nhưng mà nó bị chạm kìa. Gõ xuống thì nó phải hồi được lên. Đấy, ví dụ như đây, con này tí nữa chút em uốn luôn cho bác nhá. Em uốn nó lên một tí là nó hết câm luôn này. Đấy, có nghĩa là khi nó đập xuống nó trả được lên. Nó không trả được ấy. Đấy, kêu luôn rồi. Thử luôn. Ê, cái gì? Thử lại luôn nhá. Thử lại luôn cho bác này. 15 này. 30 này. Đấy. Trong dần hết rồi bác ạ. Do mình chỉnh cần chuông mà. Có khi đập xuống nó phải thoát được lên. 40, 45 này. Còn một con bên trong nó hơi câm. Mình vẽ về gãy gãy lên tí được. Này, 12 giờ. Trong dần rồi đấy bác ơi. Đấy. Đấy. Có thấy trong chưa? Nào. Nó do chỉnh cần chuông hết. Quá chuẩn rồi nhá. Em muốn chỉnh chuẩn cho bác rồi. Ok chưa? Khỏi nghĩ nhá. Này. Bây giờ. Rồi, chào các bác. 7,9 triệu ạ.